Cô xin chào các em, đến với tiết học lịch sử và địa lý 6 ngày hôm nay. Trong tiết học ngày hôm nay, cô và các em sẽ tiếp tục tìm hiểu nội dung còn lại của bài số 7, chuyển động của trái đất quanh mặt trời và hệ quả. Mục tiêu của tiết học ngày hôm nay, các em sẽ hiểu và trình bày được nguyên nhân sinh ra hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa trên trái đất. Ở tiết học trước, các em đã tìm hiểu hệ quả 1, hiện tượng các mùa trong năm. Và tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu hệ quả 2 của sự chuyển động quanh mặt trời của trái đất là hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa. Các em cùng quan sát hình 7.2, ngày và đêm trên trái đất vào các ngày 22 tháng 6 và 22 tháng 12, kết hợp với thông tin trong bài. Em hãy xác định trục trái đất Bắc Nam và đường phân chia sáng tối ST. Và em hãy cho biết ngày 22 tháng 6, mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vị tuyến nào? Ở thời điểm đó, ngày dài hơn đêm ở bán cầu Bắc hay bán cầu Nam? Và em hãy cho biết ngày 22 tháng 12, mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vị tuyến nào? Và ở thời điểm đó, ngày dài hơn đêm ở bán cầu Bắc hay bán cầu Nam? Để trả lời được những câu hỏi trong bài, trước tiên, các em hãy cần xác định được trục trái đất Bắc Nam và đường phân chia sáng tối ST. Thì trước tiên, các em hãy nhìn kỹ hình 7.2, ngày và đêm trên trái đất vào các ngày 22 tháng 6 và 22 tháng 12. Trên hình này, người ta đang thể hiện và trái đất vào hai ngày, đó là ngày 22 tháng 6 và 22 tháng 12. Các em hãy cùng quan sát xác định trục của trái đất. Chúng ta thấy trục của trái đất trên hình là màu đen và cô thể hiện bởi màu đỏ để cho các em dễ quan sát. Và trục của trái đất bao giờ cũng nằm nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo, một góc 66 độ 33 phút. Ngoài trục trái đất thì trên hình này người ta còn thể hiện đường phân chia sáng tối ST. Được ký hiệu ở phía trên là chữ S, ở phía dưới là chữ T. Và cô thể hiện đường này là màu vàng. Như vậy, các em sẽ thấy được đường phân chia sáng tối và trục trái đất nó cắt nhau. Hay nói cách khác là đường phân chia sáng tối và trục trái đất không trùng nhau. Sau khi đã xác định được trục trái đất Bắc Nam và đường phân chia sáng tối ST, các em hãy cùng kết hợp với thông tin trong bài và cho biết vào ngày 22 tháng 6, mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vị tuyến nào và vào thời điểm đó, ngày dài hơn đêm ở bán cầu Bắc hay bán cầu Nam. Ngày 22 tháng 12, mặt trời chiếu thẳng góc vào mặt đất ở vị tuyến nào? Vào thời điểm đó, ngày dài hơn đêm ở bán cầu Bắc hay bán cầu Nam? Sau đây, cô và các em sẽ cùng tìm đáp án cho hai câu hỏi này. Để giúp các em dễ hiểu hơn hai câu hỏi ở trên, thì cô thể hiện nội dung hai câu hỏi qua một bảng ở trên hình. Và trước tiên, các em cần phải quan sát kỹ hình 7.2 và đọc phần chú thích. Phần chú thích được thể hiện như sau. Màu xanh dương là thể hiện cho đêm, còn màu vàng nhạt thể hiện cho ngày. Và ST thể hiện cho đường phân chia sáng tối. Trước tiên, chúng ta cần phải xác định bán cầu Bắc, bán cầu Nam. Và để xác định được bán cầu Bắc và bán cầu Nam, các em cần căn cứ vào đường xích đạo hay còn gọi là đường vị tuyến góc với vĩ độ là 0 độ. Bán cầu ở phía trên đường xích đạo là bán cầu Bắc và bán cầu ở phía dưới đường xích đạo là bán cầu Nam. Thì đầu tiên, cô và các em cùng quan sát ngày 22 tháng 6 để xem bán cầu nào ngã về phía mặt trời. Các em cùng quan sát hình thì chúng ta thấy được rằng vào ngày 22 tháng 6, bán cầu Bắc ngã về phía mặt trời nhiều hơn. Và khi bán cầu Bắc ngã về phía mặt trời nhiều hơn, thì hiện tượng ngày đêm trên trái đất sẽ xảy ra như thế nào? Đầu tiên là ở bán cầu Bắc, do bán cầu Bắc ngã về phía mặt trời nhiều hơn, nên chúng ta thấy trên hình phần ngày chiếm diện tích lớn hơn phần đêm, có tỷ lệ lớn hơn. Như vậy, khi bán cầu Bắc ngã về phía mặt trời nhiều hơn, thì ở bán cầu Bắc có hiện tượng ngày dài đêm ngắn. Và các em cùng quan sát phần bán cầu Nam
thì chúng ta sẽ thấy phần ban ngày có tỷ lệ nhỏ hơn phần ban đêm. Điều này chứng tỏ khi bán cầu Bắc ngã về phía mặt trời nhiều thì lúc đó bán cầu Nam sẽ có hiện tượng ngày ngắn, đêm dài. Và ngay vị trí đường xích đạo, vĩ tuyến 0 độ thì chúng ta thấy ngày và đêm dài bằng nhau. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng ngày đêm xảy ra khác nhau trên trái đất như vậy là do bán cầu Bắc ngã về phía mặt trời sẽ nhận được nhiều ánh nắng mặt trời và nhận được nhiều nhiệt hơn. Và vào ngày 22 tháng 6, tia sáng mặt trời chiếu thẳng góc với vĩ tuyến 23 độ 27 phút. Và đường vĩ tuyến 23 độ 27 phút Bắc này, người ta còn gọi đó là đường chí tuyến Bắc. Tương tự, vào ngày 22 tháng 12, các em cùng quan sát hình, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy. Vào ngày 22 tháng 12, bán cầu Nam ngã về phía mặt trời. Cũng giống như ngày 22 tháng 6, khi bán cầu Nam ngã về phía mặt trời, thì ở bán cầu Bắc sẽ có hiện tượng ngày ngắn, đêm dài. Các em quan sát trên hình sẽ thấy phần màu vàng thể hiện cho ngày chiếm tỷ lệ nhỏ hơn phần màu xanh thể hiện cho đêm. Và ở bán cầu Nam sẽ có ngày dài, đêm ngắn. Và chỉ duy nhất ở khu vực đường xích đạo sẽ có ngày đêm dài bằng nhau. Vào ngày 22 tháng 12, tia sáng mặt trời chiếu thẳng góc với vĩ tuyến là vĩ tuyến 23 độ 27 phút Nam. Và đường vĩ tuyến này chúng ta còn gọi đó là đường chí tuyến Nam. Tiếp theo, cô và các em sẽ cùng trả lời thêm những câu hỏi sau để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa trên trái đất. Các em hãy cùng quan sát hình 7.3, hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa và thông tin trong bài. Em hãy xác định các điểm A, B, C trên hình, so sánh độ dài giữa ngày và đêm ở các điểm A, B, C vào ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12. Và cuối cùng, em hãy rút ra kết luận về sự chênh lệch ngày đêm theo mùa từ kết quả so sánh trên. Để so sánh được hiện tượng ngày đêm ở các địa điểm A, B, C, thì trước tiên các em cần phải xác định vị trí của ba điểm này trên hình. Đầu tiên là vào ngày 22 tháng 6. Các em thấy được điểm A nằm ngay vị trí đường xích đạo, điểm B nằm ở đường chí tuyến Bắc và điểm C nằm ở đường vòng cực Bắc. Tương tự, ngày 22 tháng 12, vị trí của ba điểm A, B, C cũng như vậy. Tiếp theo, các em quan sát phần chú thích. Màu xanh dương thể hiện cho ban đêm, màu vàng nhạt thể hiện cho ban ngày và ST là ký hiệu của đường phân chia sáng tối. Thì đầu tiên, cô và các em hãy cùng quan sát vào ngày 22 tháng 6 và ngay vị trí điểm A. Điểm A chúng ta thấy rằng nằm trên đường xích đạo và có màu vàng với màu xanh bằng nhau. Vậy thì màu vàng, màu xanh bằng nhau thì các em sẽ dễ dàng biết được rằng ngày và đêm ngay vị trí điểm A sẽ bằng nhau. Tiếp theo, điểm B. Điểm B nằm ở vị trí đường chí tuyến Bắc và các em quan sát thì thấy màu vàng chiếm ưu thế hơn màu xanh. Điều này cho ta biết được rằng ngay vị trí của điểm B sẽ có ngày lớn hơn đêm, hay nói cách khác là ngày dài, đêm ngắn. Và ngay vị trí điểm C nằm ngay đường vòng cực Bắc, các em thấy được rằng màu vàng hoàn toàn chiếm ưu thế. Và điều này cũng giúp chúng ta biết được rằng ngay vị trí điểm C cũng sẽ có ngày lớn hơn đêm, hay là ngày dài, đêm ngắn. Tương tự, vào ngày 22 tháng 12, điểm A cũng nằm trên đường xích đạo và các em cũng thấy được rằng màu vàng và màu xanh dương bằng nhau. Điều này chứng tỏ rằng vào ngày 22 tháng 12, ngay vị trí điểm A sẽ có ngày bằng với đêm. Điểm B, các em thấy ngay vị trí điểm B có màu xanh chiếm ưu thế hơn màu vàng và điều này giúp các em biết được rằng ngay vị trí điểm B vào ngày 22 tháng 12 thì sẽ có đêm lớn hơn ngày, hay nói cách khác là sẽ có hiện tượng đêm dài, ngày ngắn. Và cuối cùng là điểm C. Điểm C chúng ta cũng thấy
màu xanh chiếm hoàn toàn ưu thế, hay nói cách khác là đêm cũng lớn hơn ngày. Vậy thì cô vừa và các em vừa so sánh hiện tượng ngày đêm ở hai ngày là ngày 22 tháng 6 và 22 tháng 12. Sau đây chúng ta cùng rút ra kết luận. Thì trước tiên rút đến phần rút ra kết luận thì các em nhớ lại rằng trong tiết học trước cô có hướng dẫn rằng khi nửa cầu nào ngã về phía mặt trời nhiều hơn thì nửa cầu đó sẽ nhận được nhiều lượng nhiệt ánh sáng hơn và nửa cầu đó sẽ là mùa nóng. Và ngược lại, nửa cầu ít ngã về phía mặt trời hơn thì sẽ nhận được ít ánh sáng, ít nhiệt hơn và sẽ là mùa lạnh. Thì đến phần kết luận, các em sẽ rất là dễ dàng nhận biết được rằng khi nửa cầu là mùa nóng thì sẽ có hiện tượng ngày dài hơn đêm và càng lên vĩ độ cao, ngày càng dài, đêm càng ngắn. Khi nửa cầu là mùa lạnh thì sẽ có hiện tượng đêm dài hơn ngày, càng lên vĩ độ cao, đêm càng dài, ngày càng ngắn. Và ngay vị trí đường xích đạo, quanh năm luôn có ngày đêm dài bằng nhau. Vậy thì các em có thể thấy được rằng, càng lên vùng vĩ độ cao thì hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa càng thể hiện rõ rệt. Để giúp các em hiểu rõ hơn về hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa có sự thay đổi rõ rệt khi lên vùng vĩ độ cao, thì cô và các em sẽ cùng tìm hiểu tiếp nội dung sau đây. Các em quan sát hình 7.3, cô đã thể hiện rõ hai đường vòng cực Bắc và vòng cực Nam. Vậy vòng cực là gì? Vòng cực là đường vĩ tuyến 66 độ 33 phút, là nơi giới hạn khu vực có ngày đêm dài suốt 24 giờ vào ngày hạ chí 22 tháng 6 và đông chí 22 tháng 12. Trên trái đất có vòng cực Bắc và vòng cực Nam ở cả hai bán cầu. Sau đây, cô và các em sẽ cùng lấy một ví dụ là vào ngày 22 tháng 6 ở bán cầu Bắc. Ngay vĩ tuyến 66 độ 33 phút Bắc sẽ có một ngày có ngày dài 24 giờ. Tuy nhiên, các em thấy rằng càng lên vùng vĩ độ cao thì số ngày có ngày dài 24 giờ càng tăng lên. Và đặc biệt, ngay vị trí 90 độ Bắc hay là điểm cực Bắc sẽ có 186 ngày, ngày dài suốt 24 giờ. Và ngay vị trí này, điểm cực Bắc sẽ có 6 tháng hoàn toàn là ngày và 6 tháng hoàn toàn là đêm. Vậy các em thấy được rằng hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa có sự thay đổi rõ rệt khi chúng ta càng lên vùng vĩ độ cao ở cả hai bán cầu. Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa cứ diễn ra như vậy thì sẽ sinh ra những hiện tượng gì tiếp theo? Sau đây, cô sẽ giới thiệu đến các em một hiện tượng rất là đặc biệt ở các quốc gia ở vùng vĩ độ cao. Đó là hiện tượng đêm trắng. Hiện tượng đêm trắng hay còn gọi là bạch dạ. Đây là hiện tượng hoàng hôn kéo dài suốt đêm, đến 11 giờ đêm thì mặt trời mới biến mất và sau đó khoảng 3 đến 4 tiếng trời lại hửng sáng. Các quốc gia ở vùng vĩ độ cao, đặc biệt là đất nước Nga, thì hiện tượng đêm trắng này diễn ra rất là rõ rệt và diễn ra hàng năm. Và trên hình, đây là hiện tượng đêm trắng tại thành phố Saint Petersburg của nước Nga. Vào khoảng thời gian từ giữa tháng 5 đến tháng 7, thì ở thành phố Saint Petersburg sẽ diễn ra hiện tượng đêm trắng. Và đây chính là thời điểm nước Nga thỏa sức tỏa sáng, khiến chúng ta bị cuốn hút trong khung cảnh kỳ diệu, hư ảo giữa hoàng hôn và bình minh. Cô và các em vừa tìm hiểu phần nội dung còn lại của hệ quả chuyển động quanh mặt trời của trái đất, đó là hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa. Trong phần hệ quả này, các em cần chú ý những nội dung chính sau đây. Do đường phân chia sáng tối và trục trái đất không trùng nhau, nên các địa điểm ở nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam có hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo vĩ độ và càng về phía hai cực thì càng biểu hiện rõ rệt. Các địa điểm nằm trên đường xích đạo quanh năm luôn có ngày đêm dài bằng nhau và do mùa ở hai bán cầu ngược nhau nên độ dài ngày đêm ở hai bán cầu cũng ngược nhau. Tiếp theo, cô và các em sẽ cùng làm một số bài tập nhỏ sau đây. Bài tập số 1. Em hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau.
bán cầu nào ngã về phía mặt trời nhiều hơn thì sẽ nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng hơn, nên bán cầu đó sẽ là mùa nóng trong năm. Ngược lại, bán cầu ngã về phía mặt trời ít hơn sẽ nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng hơn, nên là mùa lạnh. Phần nội dung trong câu này rất là dễ, bởi vì chúng ta đã được tìm hiểu ở tiết học trước rồi. Tiếp theo, câu 2. Em hãy điền tên mùa vào chỗ trống trong các câu sau cho phù hợp. Khi bán cầu Bắc ngã về phía mặt trời, thì bán cầu Bắc sẽ là mùa nóng, còn bán cầu Nam sẽ là mùa lạnh. Khi bán cầu Nam ngã về phía mặt trời, thì bán cầu Bắc sẽ là mùa lạnh, còn bán cầu Nam sẽ là mùa nóng. Nguyên nhân vì sao? Thì bởi vì chúng ta đã được biết, khi bán cầu nào ngã về phía mặt trời thì nó sẽ nhận được nhiều ánh sáng, nhiều nhiệt hơn, nên nó sẽ là mùa nóng. Còn ngược lại thì nó sẽ là mùa lạnh. Và câu 3. Em hãy điền tên các mùa vào chỗ trống trong hình sau đây sao cho phù hợp. Đây là hình 7.1, chuyển động xung quanh mặt trời của trái đất và các mùa ở bán cầu Bắc. Thì trên hình các em thấy có 4 cột mốc thời gian, đó là vào ngày 21 tháng 3 xuân phân, 22 tháng 6 hạ chí, 23 tháng 9 thu phân và ngày 22 tháng 12 đông chí. Bây giờ nhiệm vụ của các em sẽ tìm tên các mùa để điền vào khoảng thời gian sao cho phù hợp. Đầu tiên là cột mốc từ ngày 21 tháng 3 xuân phân đến ngày 22 tháng 6 ở bán cầu Bắc sẽ là mùa xuân. Tiếp theo mùa xuân thì sẽ là mùa hạ trong khoảng thời gian từ 22 tháng 6 đến 23 tháng 9. Và tiếp theo từ 23 tháng 9 đến 22 tháng 12 sẽ là mùa thu. Và cuối cùng từ 22 tháng 12 đến ngày 21 tháng 3 sẽ là mùa đông. Sau đây là phần nội dung ghi bài. Bài 7. Chuyển động của trái đất quanh mặt trời và hệ quả. Hai la mã: hệ quả chuyển động quanh mặt trời của trái đất. Hai nhỏ: hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa. Về nhà, các em nhớ ghi bài vào tập. Học bài 7. Chuyển động quanh mặt trời của trái đất và hệ quả. Các em sẽ học hết cả hai phần, phần 1 la mã và phần 2 la mã. Cô chào các em và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.